Trường Đại học Tôn Đức Thắng vừa tổ chức hội thảo quốc tế về công nghệ môi trường và những phát kiến 2023, ICT 2023. Kéo dài trong 2 ngày, ICT 2023 sẽ tập trung vào 4 chủ đề chính bao gồm công nghệ và kỹ thuật môi trường, phát triển bền vững và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu và kỹ thuật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Hội đồng khoa học của hội thảo sẽ xem xét và lựa chọn 40 báo cáo tóm tắt để đưa vào sách tóm tắt của hội thảo. 15 bài viết toàn văn đạt yêu cầu sẽ được phản biện và đề xuất xuất bản trong tạp chí nằm trong danh mục Scopus. ICT được tổ chức lần đầu tiên năm 2016 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã đạt nhiều kết quả tích cực. ICT được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đây là dịp để các chuyên gia, cơ quan chức năng, nhà sản xuất thiết bị công nghệ, các nhà đầu tư và các cơ quan hoạt động phi chính phủ tìm ra các giải pháp tiên tiến nhất trong lĩnh vực môi trường, đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề môi trường đang diễn ra trên toàn thế giới. Trường Đại học Tôn Đức Thắng là trường đại học công lập của Việt Nam. Sau 26 năm phát triển, Tôn Đức Thắng trở thành một cơ sở giáo dục đại học lớn của Việt Nam và nằm trong thứ hạng từ 601 đến 800 đại học tốt nhất thế giới theo The World University Rankings 2024.